Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã trở lại với channel của Phương Vũ. Hôm nay Phương xin giới thiệu đến quý vị một căn nhà khác tại thành phố Garden Grove. Căn nhà này được rao bán là 899.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.200 square feet, lot size là 6.200 quý vị. Thì khu này là nằm ở khu cũng là khu West Garden Grove, một khu vực rất là tốt của thành phố Garden Grove, và bản thân Phương cũng rất thích là tại vì nhiều khu rất là yên tĩnh và sạch sẽ của vậy, giống như cái nhà này ha, neighbor rất là ok đó. Và học khu cũng rất là tốt quý vị, không thua gì Westminster, nhưng mà giá cả thì lại nhẹ nhàng hơn, với lại nhà Garden Grove thì thường có đất rộng hơn, thành ra là nếu như mà quý vị bỏ cỡ tầm 1.1-1.2 thì cố gắng vô Westminster thì tại sao không mua bên West Garden Grove hay quý vị ha. Thì căn nhà này á, là cái giá thị trường á, Phương thấy nó tầm khoảng 1.1 triệu nha quý vị. 1.1 triệu là tại vì á, khu vực này rất là tốt. Giá này họ bán là 899.000 là tại vì á, là bên trong họ rất là cũ nè quý vị, thấy không? Cái bên ngoài thì nhìn vẫn còn khá mới ha, vẫn còn ok, mái ngói này nọ nhìn rất là chắc chắn, nhưng mà bên trong thì Phương thấy nó rất cũ rồi, thành ra là họ mới bán với cái giá này. Và Phương nghĩ rằng phải bỏ vô khoảng chừng 150 cho đến 200 ngàn để sửa chữa remodel lại nha quý vị. Và với cái giá này đó thì Phương nghĩ rằng 899 cho 900 ngàn đi là hơi cao đó. Mình Phương nghĩ chắc trả xuống tầm khoảng 20-30 ngàn đó, để mình lấy cái đó mình làm mấy cái việc khác ha. Phương nghĩ 870 hoặc là ngay giá nha quý vị. Mà Phương nghĩ rằng 870 thì có thể mua được là tại vì nhà này họ lên thị trường chắc cũng 20 ngày rồi, 20 ngày rồi đó, mà chưa bán được thì có thể là giá này hơi cao tại vì người ta thấy nhà cũ quá ha. Rồi, thì nói chung ra thì cái nhà này layout thì cũng ok, cũng ổn, là tại vì cũng không quá chật quý vị ha, có nhà bếp phòng khách rất là thoáng nè, phòng ốc cũng ok ha. Đi vào mình chỉ cần mình chỉ cần phải sơn lại hết, thay closet door, thay mấy cái door, rồi thay sàn, làm nhà bếp lại everything ha. Nhưng mà không nói nỗi nào, có những cái nhà mà Phương vô mà Phương nói là chịu không nổi luôn á, có mấy cái mùi mà nó ẩm mốc mà nó không biết, nó rất là lạ quý vị. Có một cái nhà ở Garden Grove mấy ngày trước Phương quay nó, Phương vô mà cái cảm giác rất là sợ luôn á, rùng mình luôn á. Mà nhà thì nó cũng cũ cũ giống như vậy nè, nhưng có những cái nhà cũ mà vô mà thấy ghê lắm ha. Nhà này vô vẫn ok, cảm giác thì vẫn thoải mái đó, nhưng mà sửa hơi nhiều thôi ha. Ok, nói chung ra nhà Cali thì nhà mà 50-60 tuổi á, thường là qua nhiều đời chủ rồi quý vị. Ví dụ như quý vị có hỏi Phương mà nhà này có người mất ở trong nhà hay không thì đa số 90% là có quý vị. Tại vì nhà nó đã qua mấy đời chủ rồi, không, người chủ hiện tại không mất thì cái người chủ trước họ cũng mất trong nhà thôi, không? Tại vì thường là trên 3 năm thì họ không cần disclose, không cần cho mình hay. Chừng nào mình hỏi thì họ biết thôi. Nhưng mà thường là vậy quý vị. Wow, nhà này có cái trên tường lủng luôn rồi kìa, không? Anyway, thì một căn nhà vị trí rất là tốt ha, nhưng mà nhà thì phải sửa. Mà thà như vậy đi quý vị, thà mình mua một căn nhà cũ thì cũ trong một cái khu tốt, mình sửa lại nó có giá hơn là mua một cái nhà tốt mà trong cái khu tệ. Mình không có đổi được cái khu, mình sửa được cái nhà nhưng mà mình không sửa được cái khu quý vị ha. Thì đây là cái nhà Phương muốn đưa đến cho quý vị. Và cái nhà này là cái nó là qua trust sale nha quý vị, tại vì nó là xin lỗi, nó là nhà probate. Thì nói chung là Phương nghĩ là có người mất ở trong nhà đó, tại vì người chủ nhà họ mất rồi, không có di chúc hoặc là không có trust trong nhà, thì thành ra là phải qua probate ha, nó là probate listing, phải qua court này nọ. Và cái đất phía sau vẫn còn rất là rộng để mình có thể xây ADU quý vị. Tại vì nhà này thì 6.200 square feet, nhưng mà cái bản thân căn nhà nó không có lấy nhiều đất ở phía trước, thành ra là phía sau còn rất là nhiều đất ha. Đất vuông vuông vức nè, hàng rào bằng gạch nè, rất là dễ xây nha quý vị ha. Rồi, Phương xin dừng cái video ở đây. Nếu như thích cái video này, cái Phương xin hãy ủng hộ channel này của Phương nha quý vị. Và hãy đăng ký channel và xin hẹn gặp lại quý vị trong cái video tiếp theo. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại.
À, nếu quý vị có cần mua nhà tại Cali hãy gọi cho Phương nha.